Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái mẫu mồi mềm và cái cách gắn lưỡi và cái cách câu, cách lua cái con mồi này. Nói về cá lóc thì có rất là nhiều cái mồi để câu cá lóc nha các bạn. Các nháy hơi này, nháy nhảy này, ví dụ quấn tầng đáy thì có cá sắt, con cá sắt này, urichi, fish sen, hay là con cicada, đó là mấy cái mẫu mồi sắt hồi giờ câu rất là nhạy, nhưng mà nó có những cái nhược điểm khá là hạn chế. Ví dụ như các bạn đi câu ở những cái ao hồ mà có rong hay là cái cỏ nhiều thì nó hạn chế, thì nó không có chống vướng, cho nên là nó rất là khó câu. Cái ưu điểm của những cái con mồi cá sắt á, fish sen, orichi hay là cicada, thì thường thường câu những cái đầm hay là những cái sông mà trống, nó câu cũng khá là nhạy. Còn cái mồi nhai hơi, nhai nhảy thì câu ở những cái chỗ, những cái nơi, những cái đầm mà có cây cỏ nhiều thì cá nó sẽ dạng ăn, nó ăn ở trên mặt thì các bạn có thể câu. Còn những cái hồ mà rộng ha, hay là trời nắng, những cái địa hình cá nó ăn ở dưới tầng đáy, thì đây là cái con mồi mềm, mồi mềm câu tầng đáy. Đây là cái con mồi thuộc dạng mồi câu rất là hot hiện nay nha các bạn, và câu rất là nhạy, nó cực kỳ nhạy hiện nay luôn. Và đây là cái con mồi NFF nha các bạn, NFF, chiều dài của nó là 90 mm, nặng 5 gram. Chất liệu của nó là bằng silicon mềm, nó cầm cảm giác như là cái con mồi, con cá thật của các bạn, mềm rất là dai ha, chắc cực, các bạn không bị sợ con cá nó cắn đứt đâu. Cái con mồi này mà cá lóc mà nó ngậm vào nó còn ngồi nó nhai nữa mà ha, nó ngồi nó nhai nữa, nó ngồi nó nghiến. Đấy, nó ngồi nghiêng rất là dài, có cái đuôi, khi mà câu thì xuống nước thì cái đuôi nó lắc rất là điều nghệ, rất là đẹp ha. Về cái lưỡi mà để gắn vào cái con mồi này, thì ở trên lưng của con mồi này nó có một cái khe này các bạn, cái khe này để nhằm giấu lưỡi, và cái con cái lưỡi để gắn phù hợp nhất cho cái con mồi này thì đây là một cái lưỡi kêu là lưỡi Zapu, Zapu, hay còn gọi là cái lưỡi kiểu lưỡi AF á. Cái lưỡi này dùng để gắn vào cái con mồi này. Cái con lưỡi này nó có hai loại ha, nó có một loại không có thìa nữa, lưỡi thìa, nhưng mà gắn thêm, mua cái lưỡi gắn cái có cái thìa này, nó sẽ nhạy hơn nha các bạn. Có cái thìa này câu cá nó cực kỳ nhạy. Con mồi này nó là 5 gram ha. Mình khuyên các bạn, nếu mà tùy theo vào cái cần của bạn ha, nó có tải mồi, cái độ tải mồi tầm khoảng bao nhiêu gram, thì các bạn nên mua cái mua thêm cái lưỡi có cái cục chì, cái lưỡi nặng khoảng 3 gram, 5 gram, 7 gram đó. Nhưng mà cái độ dài của cái lưỡi thì khi các bạn ướm vào con cá nó đúng ngay cái vật, cái kĩa trên lưng này, cái dấu lưỡi này, nó không giáo dài hơn thì cái đuôi này nó sẽ không lắc, nó sẽ làm mất cái tự nhiên của mồi. Còn cái cách gắn cái mồi này vào này, cái lưỡi này ở trên phía đầu ha, nó có một cái vòng lò xo, cái kiểu như lò xo ha, nó có một cái cây tâm chính giữa. Khi các bạn gắn vào thì các bạn xoay trên cái mồm này, xoay theo ngược lại cái chiều lò xo, thì các bạn dặn vào như là cái dặn cái con bồ lon ha, dặn nó vào. Khi mà vặn thì các bạn nhớ canh chỉnh cho nó ngay ha, chứ không mà đợi nó xiên nguyên ngửa qua là nó sẽ đâm vào con mắt, nó bị rớt cái con mắt này. Các bạn xoay cẩn thận cho nó ngay vào.
Các bạn nhớ khi mà xoay nó vào nó vừa hết cái lò xo ha, nó còn cái khoen này, nó còn cái khoen này. Các bạn nhớ xoay cái lỗ ở cái vòng khoen của cái lò xo này, nó nằm như thế này ha, nó nằm như thế này để khi các bạn gắn cái lưỡi cho nó xịt không bị cống đấy. Nên nếu mà các bạn để cái vòng nó nghiêng như thế này thì khi mà gắn thì cái lưỡi nó bị cống này các bạn, không nó bị cống, nó không đều ha. Cho nên là các bạn nhớ xoay cái này nó nằm nghiêng, nằm nằm ngang như thế này. Và các bạn bắt đầu các bạn canh ướm cái lưỡi ha, ướm cái lưỡi nó ngay chỗ nào, nó ngay chỗ nào, ngay chỗ này thì các bạn lấy cái tay cắm ở chỗ đó, rồi các bạn sẽ móc cái lưỡi từ ngay chỗ đó móc lên, thì các bạn móc cho nó ngay lên đó. Cái con mồi này các, nếu các bạn móc mà nó trật đó, thì các bạn có thể rút ra móc lại nó không sao ha. Chất liệu này rất là tốt. Đây móc nó lên. Đấy, thấy chưa? Các bạn móc vô ngay cho cái khe mà giấu lưỡi này, là các bạn kéo nó xuống. Rồi xong. Đó, giấu lưỡi. Và khi mà các bạn gắn xong là nó hình nó như thế này. Ha. Và trong quấn khá là tốt nha các bạn. Trong quấn khá là tốt. Đấy, không biết không. Một cái đặc điểm, một cái lưu ý nữa khi các bạn móc cái con nồi nào vào cái khóa ma ní á, thì các bạn nhớ móc vào cái chân lỗ của cái lưỡi nha các bạn, đừng có móc vào cái khóa ở cái vòng gắn vô con mồi ha. Nhớ nếu mà các bạn mà gắn vô đây lỡ mới đóng con cá lớn thì tuột ngay. Từ cái vòng này nó chịu lực rất là kém, nó chỉ gá con mồi vào cái lưỡi thôi, cho nên là các bạn nhớ móc cái vòng mà ní vào cái lưỡi ha. Khi mà dính con cá thì nó có bay con mồi cũng được ha, còn mình bắt được con cá. Cái thứ nhất thì nếu mà các bạn đánh sát tầng đáy thì các bạn lua từ từ thôi ha, từ từ. Cái thứ nhất là các bạn có thể nhịp nhịp nó xuống như thế này, xong rồi quấn kiểu dắt dắt kiểu chụp á như thế này. Cái thứ hai các bạn cho nó đi từ từ, thì đừng cho con mồi rớt xuống, đi từ từ, nó đi ngang 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 vậy. Cái thứ ba nếu mà các bạn muốn cho nó đi nhanh hơn, cho nó cao khỏi mặt nước hơn, cao lên nữa, thì các bạn có thể lui nhanh hơn một xíu thì nó đi tầng lưng lưng hơn. Khi mà cá nó ăn á thì nó sẽ ngậm con mồi, có nhiều con nó hăng á thì nó chập vô phát là nó bị sóc lưỡi ngay, nó đau thì nó sẽ chạy ngay. Nó ngậm con mồi vô mà mạnh quá thì nó bị sốc cái lưỡi, nó đau quá thì con cá nó bỏ nó chạy, thì cái lúc đó bạn cảm giác được liền, các bạn đóng liền ha. Còn có nhiều con cá lóc nó rất là khôn ha, nó lại nó ngậm con mồi, nó kêu cái sụp, thì cái lúc mà các bạn lua cái tay của bạn á với lại cái đầu cần, thì cái lúc đó cái cảm giác các bạn biết là cá nó ăn ha. Cái lúc đó bạn thả dây lại, đứng lại tầm khoảng vài giây để cho con cá nó ngồi nó nghiến ha, nó nghiến cái con mồi, nó nghiến con mồi thì cái lúc đó là nó ngậm sâu vô rồi, cái lúc đó là các bạn đóng, đóng nó sẽ dính. Có nhiều con cá lóc nó lại nó ngậm thôi là các bạn đóng liền là nó sẽ tuột. Còn một cái kinh nghiệm nữa, nếu mà các bạn rành, các bạn biết cái con cá lóc nó lại nó ăn con mồi nó nhảy về phía nào, thì các bạn đóng về phía ngược lại ha, đóng cần giật phía về ngược lại. Nếu các bạn không có thì các bạn không biết thì các bạn có thể đóng theo cái chiều mà mình thuận, mà mình cái chiều thuận của mình. Thank you.
cái mồi, cái mẫu mồi NFF này bên mình có tất cả là 4 màu nha các bạn ha, 4 màu. Màu xanh ha, cái màu xanh này gọi là màu số 1 nè. Mình sẽ đánh số theo số thứ tự ha. Đánh số thứ tự để cho các bạn vừa chọn màu. Thì cái màu này nó rất là nhiều màu, mình phân biệt màu nó không hơi khó ha. Màu số 1, màu số 2, màu số 3, màu số 4. Đó, có tất cả là 4 màu. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.